Đây là nhóm đối tượng chuyên thực hiện hành vi mua bán tài khoản ngân hàng, vừa bị Công an quận Cầu Giấy, Công an thành phố Hà Nội triệt phá. Vietcombank ra mắt chương trình khách hàng thân thiết VCB Rewards, giao dịch tích điểm đổi qua. Theo tài liệu điều tra, nhóm này đã thuê học sinh sinh viên mở nhiều tài khoản để mua lại với giá 400.000 đồng một tài khoản. Tôi thấy việc mua bán thông tin tài khoản ngân hàng nhằm kiếm lợi được ạ. Thế đây là tôi thuê các bạn sinh viên trên địa bàn thành phố Hà Nội đi mở tài khoản và thu mua lại. Tôi hiện bán lại cho các đối tượng cần mua. Không dừng lại ở việc thu mua, các đối tượng còn làm giả các giấy tờ như chứng minh thư để mở nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau để bán lại với giá 1 triệu đồng một tài khoản. Công an quận Cầu Giấy cũng đã thu giữ hơn 2.700 SIM điện thoại, trong đó nhiều SIM đã được kích hoạt mã OTP. Tương tự trước đó, một đường dây khác chuyên mua bán thông tin cá nhân, làm giả chứng minh thư nhân dân để mở hàng ngàn tài khoản ngân hàng khác cũng đã bị Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội bắt giữ. Các đối tượng đã mở được hơn 400 tài khoản, khoảng hơn 10 ngân hàng. Có một số lượng lớn các cái tài khoản này đã được mua bán và chuyển qua nước ngoài để thực hiện cái hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong các vụ án này, các đối tượng đã thành lập các website, sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội như Zalo, Facebook để tìm kiếm khách hàng. Sử dụng SIM rác để làm thủ tục đăng nhập Internet Banking, sau đó liên kết mở tài khoản ví điện tử để chiếm đoạt số tiền voucher khuyến mãi của doanh nghiệp. Sau đó mới tiếp tục giao bán lại các tài khoản ngân hàng. Để ẩn mình, các đối tượng cầm đầu không xuất hiện mà tạo ra các mắt xích bằng việc thiết lập các mạng lưới, tuyển dụng nhiều nhân viên để thực hiện giao dịch. Nếu bị phát hiện, nhân viên trực tiếp mua bán tài khoản cũng không biết người đứng phía sau là ai. Bộ Công an cũng đã giao các cái đơn vị chức năng tổ chức đấu tranh, làm rõ các cái đường dây mua bán, chiếm đoạt dữ liệu về thông tin cá nhân tại Việt Nam, tập trung đấu tranh, vô hiệu hóa các cái hệ thống, các cái trang web cung cấp dịch vụ xác định số điện thoại, đăng ký tài khoản mạng xã hội liên quan đến việc mua bán trái phép dữ liệu cá nhân trên không gian mạng. Bộ Công an cũng xác định nhiều khách hàng mua lại các tài khoản ngân hàng này đều sử dụng cho những mục đích không minh bạch, vi phạm pháp luật. Bộ Công an tiếp tục mở rộng điều tra đến nhóm đối tượng đã mua và sử dụng các tài khoản này.